Chào anh yêu Blaya, xin chào các bạn. Nay mình giới thiệu đó, nó là cái bìa đựng hồ sơ nha. Bìa đựng hồ sơ mình có rất là nhiều loại, đây có hình dễ thương luôn nè. Được, mình có thể về để kẹp các hồ sơ. Đây đó, đây là một mặt nè. Cuốn này thì đựng hồ sơ nó được nhiều hơn nè, mà nó cũng không có bị nhàu nát cái bì hồ sơ cũng giấy cái giấy hồ sơ của mình, tại vì bên trong nó có mấy cái bọc kiến nho nhỏ nè, mình có thể nhét được một tờ mình có thể nhét được hai mặt luôn. Đó, mình phải tới nhà sách Anil Balaya để lựa nha. Đây, bì to đựng hồ sơ, bì cầm á, bì cầm dày á các bạn. Đây là loại khổ của A5 nè, A5, A6 gì mình cũng có nha, A5, A6. Đây là túi bìa hồ sơ nè, đựng giấy tờ hồ sơ đó. Đây, bìa lá nè, bìa này, có nhiều lắm nè. Tới nhà sách anh như bà lại.